Tại tỉnh Bình Định, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông địa phương này yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, một người tài xế xe tải đã cố thủ trong cabin hơn 2 giờ đồng hồ, ngoan cố chống đối lực lượng chức năng. Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành cưỡng chế tài xế, dán niêm phong xe trước sự chứng kiến của người đi đường, điều xe cứu hộ đến kéo chiếc xe và đưa người này về trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước để tiếp tục kiểm tra và xử lý. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1, khi tổ công tác thuộc lực lượng trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước đang thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, thì dừng xe tải biển kiểm soát 29H59604 để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế xe tải không chấp hành, kiên quyết cố thủ trong xe, dùng điện thoại quay chụp, thách thức lực lượng chức năng. Nhận thấy có hành vi chống đối, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành cưỡng chế tài xế, dán niêm phong xe, đưa chiếc xe tải và tài xế về trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước để tiếp tục xử lý. Tại trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, tài xế xe tải tên Đinh Thế Dũng, sinh năm 1992, trú thị trấn Đông Hưng, Thái Bình khai nhận, Dũng không phải là chủ phương tiện, chỉ thuê lại của một người ở Hà Nội để làm dịch vụ cứu nạn cứu hộ xe hư hỏng nhằm kiếm thêm thu nhập. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện Dũng có nồng độ cồn và ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi chống đối của tài xế này.